Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao vì văn bản của Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật, Dịch vụ Văn hóa và Khoa học Công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng gửi đến Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Người được giới thiệu có khả năng cầu mưa là ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1967, ở Hà Nội. Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia thời tiết khẳng định đây là chuyện buồn cười, thiếu căn cứ khoa học. Bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy Văn, khu vực Nam Bộ nói, tôi hỏi ngược lại là có ai tin không? Ai tin bây giờ cầu khấn thì sẽ có mưa và không có thiên tai. Có nơi xảy ra lũ lụt, nơi thì nắng nóng, tuyết rơi dày, làm sao có thể cầu khẩn mà được như ý được. Tôi cho rằng người này đang đánh vào tâm lý của mọi người là khao khát cơn mưa để hạ nhiệt khô hạn và nắng nóng. Ông ấy tự cho bản thân có quyền cầu mưa. Đấy là chuyện xa xưa rồi, không thể xảy ra trong cuộc sống hiện đại. Bà Lan lý giải, mưa là hiện tượng về vật lý khí quyển, phải có đủ những điều kiện liên quan đến hoàn lưu khí quyển, nhiệt khối không khí tích tụ lại mới tạo được mưa. Để có mưa vô cùng phức tạp, bây giờ hơi nước tích tụ lại thành mây, nhưng mây cũng chưa chắc mưa được, phải có động lực chuyển động lên xuống. Vị chuyên gia nêu thực tế Nam Bộ đang ở cuối mùa khô, dục dịch có thể có mưa, không cầu thì mưa vẫn xảy ra nếu đủ điều kiện. Bà Lan nhấn mạnh, nếu cầu khấn mà thành thật thì trên thế giới đâu có đói nghèo. Đây là câu chuyện rất buồn cười, nó không có thật nhưng lại làm mọi người bị hoang mang, hoàn toàn không có cơ sở khoa học. Cùng quan điểm với bà Lan, ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, dưới góc độ khoa học, thời tiết chưa thể có mưa ngay, ban ngày trời nắng nóng, khô hạn còn tiếp diễn. Nếu có thực hiện công nghệ làm mưa nhân tạo cho Tây Nguyên hay Nam Bộ vào lúc này cũng rất khó thành công. Ông quyết nói, còn những năng lượng siêu nhiên thì tôi không có kiến thức, không luận bàn. Cá nhân tôi không tin ông Hoàng cầu mưa được. Ông Lê Minh Hoàng cho biết, trước đây từng cầu mưa cho các tỉnh thành như Sơn La, Hà Nội, Bến Tre, Quảng Nam và đã nghiên cứu về việc biến đổi khí hậu từ mấy chục năm nay. Tuy nhiên ông Hoàng không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho tuyên bố này. Về nhiều ý kiến cho rằng việc cầu mưa rất phi lý ở thời điểm nam bộ đang nắng nóng đỉnh điểm theo ông Hoàng ông chỉ đặt vấn đề cầu mưa để giúp người dân còn chuyện mọi người có tin hay không ông không quan tâm khi được hỏi về thủ tục và lễ vật để cầu mưa người này cho biết thủ tục không có gì rườm rà và ông chỉ làm một mình ông Hoàng cũng khẳng định nó giống kiểu một mình cầu mưa và tập trung hướng về cái tỉnh đang bị khô hạn không cần lễ vật gì hết Nói về lý do được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp ký văn bản giới thiệu về người có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa kiểm chứng, ông Hoàng cho rằng ông chỉ là công dân bình thường, không có tư cách pháp nhân nên cần nhờ đến các đơn vị giới thiệu mình. Ông Hoàng nói, nhiều người muốn làm điều tốt nhưng không đúng pháp luật. Tôi muốn chính thống nên mới xin giấy giới thiệu và cho biết ông chuẩn bị vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng khẳng định, tôi vào để giúp cho người dân đỡ vất vả, tôi chỉ quan tâm đến chuyện làm gì cho bà con bớt khổ. Trước đây tôi đi cầu mưa, chỗ nào tôi đi cầu cũng được, trong vòng 4 ngày sau là có mưa. Vừa qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ông Huỳnh Phú Tân, 42 tuổi, trú tỉnh Bạc Liêu, xin khai thác kho báo 3 tấn vàng dưới lòng sông Cà Ti. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, ông Tân có đơn xin phép khai thác vật quý đơn vị đã phúc đáp và hướng dẫn ông thực hiện các nội dung theo quy định. Để được xem xét việc xin khai thác 3 tấn vàng do quân đội Nhật trôn giấu dưới sông Cà Ti. Tuy nhiên, ông Tân không thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn. Cụ thể, ông Tân không có phương án thăm dò và phương án khai thác vật quý, chỉ nêu ra một số ý về thời gian, cách thức thực hiện và xử lý tài sản sau thăm dò. Đồng thời, ông này không cung cấp được bất kỳ tài liệu, hình ảnh, thông tin nào liên quan để chứng minh được có diễn ra sự việc và nguồn gốc về nơi trôn giấu kho báu. Qua hai lần tới gặp và làm việc trực tiếp tại sở, ông Tân cũng không cung cấp được thông tin nào cụ thể, rõ ràng liên quan tới kho báu. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, ông Tân nói rằng chỉ nghe một người quen hiện đang sống ở Tánh Linh, khoảng 80 tuổi kể lại. Người này đặt vấn đề để ông Tân đứng ra xin khai thác, chứ không phải cụ tổ phát hiện như ghi trong đơn. Tuy nhiên, ông Tân không chịu cung cấp thông tin cụ thể của người quen này. Từ thực tế trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định không có cơ sở để xem xét giải quyết việc xin khai thác 3 tấn vàng dưới sông Cà Ti theo như đơn đề nghị của ông Tân. Ngoài ra sở cho rằng vật quý mà ông Tân ghi trong đơn xin khai thác là vàng, không phải là di sản văn hóa nên không thuộc chức năng quản lý nhà nước của đơn vị. Đơn vị đã viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành và cho rằng những nội dung xin khai thác 3 tấn vàng như trong đơn của ông Tân thì phải do Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài chính chủ trì ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi, sinh năm 2003, chú huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Như vậy trong vụ án này, kẻ bắt cóc bị khởi tố về hai tội danh. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, vì móc nối với một người nước ngoài tìm trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi Vi ở. Sau đó, vì ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất nhạy cảm để Vi quay phim, chụp ảnh, gửi cho đối tượng người nước ngoài và Vi sẽ được trả tiền công. Như đã thông tin trước đó, Vi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ và tiếp cận hai bé NKTM 7 tuổi và LHTL 3 tuổi khi hai bé này đang cùng mẹ bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố. Lúc này, Vi dùng tiền và kẹo để dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận 1, quận 8 từ quận 8, vì tiếp tục dùng xe công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ vừa thuê nói trên, tại đây vi dùng tiền, bánh kẹo, hứa mua đồ để giữ hai cháu bé ở lại. Tổ công tác của công an quận 1 và phòng PC02 đã phối hợp với công an quận Bình Thạnh kiểm tra căn hộ của vi, giải cứu thành công hai bé gái. Lực lượng công an đã bàn giao hai cháu cho người thân, đồng thời bắt giữ phạm Huỳnh Nhật Vi để đấu tranh làm rõ. Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố y khoa thai nhi mất trong bụng mẹ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc ở Hà Nội. Trong công văn hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc hôm 12 tháng 4, bên cạnh yêu cầu bệnh viện tiếp tục giải quyết sự cố y khoa theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Y tế còn đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội chỉ đạo phối hợp với bệnh viện, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc phát sinh nếu có. Bộ đề nghị ngành y tế thủ đô hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện trong quá trình giải quyết sự cố y khoa này. Trong trường hợp cần thiết thành lập hội đồng chuyên môn, có thể mời các chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Trung ương để có thêm thông tin về quá trình khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân TNG sau khi chuyển tuyến từ Bệnh viện Thu Cúc sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 27 tháng 3. Trước đó, sau khi gia đình tố Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc tắc trách khiến thai nhi mất ngay khi còn trong bụng mẹ, Vụ sức khỏe bà mẹ trẻ em thuộc Bộ Y tế đã có công văn khẩn đề nghị bệnh viện kiểm tra xác minh thông tin phản ánh. Hôm 11 tháng 4, đơn vị này đã nhận được báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội và báo cáo kết quả họp hội đồng chuyên môn của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc về sự cố y khoa khiến thai nhi mất khi đến khám thai và sinh con tại bệnh viện này hồi tháng 3 năm 2024.